Vâng, và đầu tiên thì phụ kiện audio kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì phụ kiện audio đã về đầy đủ các mẫu từ DAC đến Preden của Suka Audio. Đó là DAC Q5 Pro và Suka Audio Tube T1 nhé. Đây hôm nay về đầy đủ tất cả các màu này. Đây là màu đen này. Đây là một bộ màu đen. Để bóc lại cho quý vị các bạn xem nhé. Để gọn lại những cái này vào đây này. Đầu tiên đây là sẽ là bộ DAC này. Bên trong thì vẫn là có một phiếu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành của hãng, dây quang đi kèm của hãng này. Đây là bộ dây mã DAC này. Trong thì có thêm một cục nguồn. Cục nguồn này là 12V 1.5A nhé. Dây kết nối PC USB này và một dây Bluetooth. Xong con mã DAC Q5 Pro này. Theo đó là bộ Preden Tube T1. Trong này cũng là phiếu hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của hãng Preden. Bên trong này có sẵn một cặp bóng nhé. Bóng này là cặp bóng thường. Thì nếu các bạn muốn nâng cấp lên cặp bóng Mỹ thì phụ kiện Audio vẫn còn rất là nhiều hàng để phục vụ quý vị các bạn. Dây nguồn này. Đấy. Như có clip đã test thẳng trực tiếp chất âm khi Preden Suka Audio Tube T1 và DAC Q5 Pro như nào nhé. Đây nói lại một chút là Preden Tube T1 này có chức năng có thể thay nâng tiếng khi quý vị các bạn thay bóng Mỹ nhé. Chỉnh bass, chép. Đây là bộ tiền khuếch đại đấy. Rồi khuếch đại âm thanh lên nữa này. Volume này. Công tắc bật tắt nguồn. Đằng sau thì Preden Tube T1 có audio in là đường âm thanh vào và audio out là đường âm thanh ra âm ly nhé. Còn Q5 Pro đây. Nút nguồn này và đây là nút chỉnh các chế độ này. Có chế độ AUX, Optical là cổng quang này, USB này, Bluetooth này. Và đặc biệt là Q5 Pro có cả đường tai nghe in và từng nghe out ra nhé. Đây là volume chỉnh to nhỏ cho toàn dàn này. Còn đằng sau thì có một cái để lắp dây Bluetooth, cổng PC USB này, cổng quang optical này. Đây là cổng Casio này và đường audio out là đường ra này. Đó, cổng nguồn. Đấy. Tiếp theo là bộ màu trắng nhé. Màu trắng thì giống hết, không khác gì khác màu luôn này. Đây cũng là Tube T1 này. Sẽ chỉ bỏ con Tube ra thôi nhé cho các bạn xem. Tube T1. Và đây là DAC. Bên trong người phụ kiện giống hết như con màu đen nhé, không khác gì, đều đầy đủ phụ kiện của hãng hết. Trước mắt quý vị các bạn là hai màu của Preden Suka Audio Tube T1 và DAC Q5 Pro này. Đây màu đen, màu trắng. Nếu các bạn yêu thích màu nào có thể để lại comment dưới phần bình luận này. Đây này. Đây là bộ tiếng khuếch đại em đã kết nối sẵn này. Đây cũng là chơi DAC và Q5 Pro nhé. Chơi màu trắng cho đồng màu với cả bộ âm ly tích hợp đèn mã của Epic Audio D82C Pro này. Đây bộ tiếng khuếch đại này quý vị con để ý này. Đấy, đây nhá, đây là khi chất âm là không chưa chỉnh bass chép này, âm thanh gốc nhá. Và chỉnh bass lên này. Chép lên. Đấy, quý bạn có thể nghe rõ chất âm của Preden Suka Audio Tube T1 nhé. Đấy, sẽ để nhà của test chất âm cho quý bạn cùng nghe. Và sẽ báo giá lại cho quý các bạn được biết là bộ Preden Suka Audio Tube T1 này có giá là 850.000 đồng này.
và bộ giải mã âm thanh DAC Q5 Pro này có giá là 1.900.000 đồng. Bên màu trắng cũng thế, 850 và 1.900. Vì vậy các bạn có giải mã rồi thì cũng có thể mua thêm Sukado Tube T1 để làm bộ tiền khuếch đại âm thanh cho gia đình và chỉnh bát chép cho nó phù hợp với cả đôi tai của mình nhé. Vì vậy các bạn muốn đặt hàng sản phẩm có thể liên hệ thẳng tiếp vào số điện thoại phụ kiện audio để phía bên dưới, hoặc là comment để số điện thoại thì phụ kiện audio sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của phụ kiện audio.